Nào, trong chương trình ngày hôm nay chúng ta gặp gỡ một chàng rapper trẻ tuổi đã dần khẳng định được hình ảnh cũng như tài năng của mình. Ngay bây giờ sẽ là một sáng tác do chính anh đã chấp bút và thể hiện trong đêm nay. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Yêu Sắc Yếu với phần thể hiện của ca nhạc sĩ Osat. Chẳng ngại đến gần em mà cưa, chẳng thể biết được em lừa ta, chỉ để ý là em ta lừa. Vì em là nắng, anh là mưa. Chẳng ngại đến gần em mà cưa, chẳng thể biết được em lừa ta, chỉ để ý là em ta lừa. Vì đồ em từ giây phút mình mới vừa chào nhau, không phải biết vương nên anh sẽ không có vụ lừa nào. Động anh như chết chìm, bởi vì quên em không nổi, như lấy tình cảm chia cho chính mình, thương không đổi. Anh là con nhà lình nhưng lại tình vào nhà em. Gọi anh là thánh thả thình, em cứ dình vào mà xem. Yêu em suốt buồn mùa, dành tặng cho em tình tứ. Chẳng thể nào rời xa em, chắc là do có thư tình. Melody trôi qua ngân nga bên tai, và bên em cho em bao câu yêu lên mai. Đưa em đi đi cu bay trên con flow, và cho anh lơ tơ mơ khi ta hôn nhau. Cố tình vì anh học toàn ở trường NTT. Em làm tâm trí anh lu mờ nhưng là mờ em mê. Yêu động vật hơn vì em làm anh thích thú. Em là hot trend thì anh lại thích. Vì em là nắng, anh là mưa. Chẳng ngại đến gần em mà cưa. Chẳng thể biết được em lừa ta, chỉ để ý là em ta lừa. Vì em là nắng, anh là mưa. Chẳng ngại đến gần em mà cưa. Chẳng thể biết được em lừa ta, chỉ để ý là em ta lừa. Vì đổ em từ giây phút mình mới vừa chào nhau. Không phải biết phương nên anh sẽ không có cú lừa nào. Đâu anh như chết chìm, bởi vì quên em không nổi, như lấy tình cảm chia cho chính mình, thương không đổi. Như người Sài Gòn khi gặp mặt nhạc ăn bắt tai, em là mảnh tình tiếp theo mà anh muốn vắt vai. Nhìn vào mắt em, anh biết rằng thời cơ đã chín. Một sinh như bí cửu, bởi vì em có đôi mắt nai. Anh chưa bao giờ phải xoắn về những điều xung quanh, vì em đang mà còn làm màu liệu trong anh. Khi em vừa đi qua anh như đã cho con mê và không quan tâm những điều mong manh. Cố để rap thật nhanh, vì sợ em làm cho lắp bắp. Mỗi lúc đứng gần em đều thẳng tắp tắp. Yêu em như là vàng nên đối xử với em không bạc. Mang đôi lớp sang nhà nàng, không việc gì phải mang phong bạc. Yêu động vật hơn vì em làm anh thích thú. Em là hot trend. Nắm tay bạn đưa em về. Thích em thật rồi em mê. Chính nghe là người làm anh. Nắm tay bạn đưa em về. Thích em thật rồi em mê. Quay trở lại với Sắc Màu Thời Gian được cover show. Đây là hai ca sĩ cùng thể hiện những sáng tác của nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Đỗ Hiếu. Đó chính là ca sĩ Hoài Vũ và ca sĩ Đức Duy. Và bây giờ đây sẽ là những phần bình chọn của quý vị khán giả có mặt tại trường quay dành cho hai ca sĩ của chương trình. Xin mời. Xin được cảm ơn các khán giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố kết quả. Hãy cùng đến với số điểm dành cho ca sĩ đầu tiên. Xin mời. Và bây giờ là số điểm dành cho Hoài Vũ chính là 82% bình chọn của ca sĩ Hoài Vũ chính là 82%. Và tiếp theo là số điểm dành cho ca sĩ Đức Duy. Và thưa quý vị, với phần trăm bình chọn là 86%, chúng tôi xin được chúc mừng bạn Đức Duy đã giành được chiếc vé bước vào vòng tiếp theo. Xin chúc mừng Đức Duy. Cảm ơn bạn Vũ rất nhiều. Xin cảm ơn Hoài Vũ đã đến với chương trình. Xin chúc mừng Đức Duy. Thưa quý vị, như vậy là Đức Duy sẽ bước vào vòng tiếp theo và bạn sẽ thể hiện tiếp tục một ca khúc nữa của nhạc sĩ Đỗ Hiếu. Mặc dù là chia tay với chúng ta, nhưng chúng tôi cũng xin được nói lại là nếu đoạn video clip của bạn được khán giả theo dõi nhiều nhất trên kênh YouTube của chương trình, bạn sẽ vẫn có cơ hội quay lại. Thế nên chúng tôi xin dành cơ hội cho bạn kêu gọi.
Vâng, Hoài Vũ hy vọng là tất cả mọi người, những vị khán giả ở nhà đang theo dõi chương trình The Cover Show sẽ tiếp tục cho mình một cơ hội để có thể quay trở lại. Hãy theo dõi mình trên kênh YouTube chính thức của The Cover Show nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Xin cảm ơn Vũ. Và bây giờ xin được mời quay trở lại sân khấu ca sĩ Dương Nguyễn và ca sĩ Hà Lan Phương. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem coi quý vị khán giả yêu mến như thế nào qua phần thể hiện của hai ca sĩ này. Thời gian bình chọn của quý vị bắt đầu. Vâng, đã hết thời gian bình chọn. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem coi phần thể hiện nào đã chạm đến cảm xúc của quý vị khán giả cũng như là những khách mời của chương trình nhiều nhất. Kết quả công bố, phần trăm bình chọn dành cho Dương Nguyễn. Xin chúc mừng Dương Nguyễn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trăm bình chọn dành cho ca sĩ Hà Lan Phương. Xin chúc mừng ca sĩ Hà Lan Phương. Vâng, tôi thấy được một cái ôm chúc mừng từ phía ca sĩ Dương Nguyễn. Xin chúc mừng ca sĩ Hà Lan Phương. Vâng, nữ hoàng nước mắt của chúng ta. Rất nhiều cảm xúc. Vâng, cảm ơn Lan Phương rất là nhiều. Hãy vào trong nào, hãy lấy bình tĩnh để chúng ta thể hiện phần tiếp theo nhé. Cảm ơn bạn. Dương Nguyễn vẫn còn có cơ hội nha em. Đối với em khi được đứng đây là em đã rất hạnh phúc rồi. Và em mong là quý vị và anh chị sẽ thật là yêu thích chương trình, cũng như là cổ vũ thật nhiệt tình cho tất cả các bạn. Và đừng quên xem phần biểu diễn của em cũng như là tất cả các bạn khác trên kênh YouTube của chương trình. Và bình chọn cho em nữa nhé. Nhỡ đâu em lại có cơ hội để lại được hát cho mọi người nghe nữa. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn em. Chưa biết như thế nào nhưng đạt 10 điểm thanh lịch rồi nha. Vâng. Và một lần nữa xin được cảm ơn Dương Nguyễn đã đến với chương trình. Cảm ơn em. Thưa quý vị, như vậy là hai cái tên sẽ bước tiếp vào vòng tiếp theo, đó là Đức Duy và Hà Lan Phương. Mỗi một người sẽ thể hiện thêm một sáng tác của hai nhạc sĩ khách mời trong đêm nay. Mời quý vị cùng đến với vòng 2 của chương trình Sắc Màu Thời Gian The Cover Show. Quý vị đang cùng quay trở lại với Sắc Màu Thời Gian The Cover Show. Và bây giờ sẽ là phần thể hiện của hai ca sĩ với hai sáng tác của hai người nhạc sĩ khách mời. Người ca sĩ này tôi ví cô như là một người kể chuyện tình, kể chuyện đời của mình. Bởi vì trong chất giọng của cô ấy là sự thổn thức về những nỗi đau, những cái trăn trở đã trôi qua cuộc đời. Có người đón nhận nó một cách bình thản, có những người sẽ xù lông để đối diện với nó, dù là dịu êm hay dữ dội. Khi chúng ta nghĩ về nó, sẽ như những vết xước là những nỗi nhớ hằn sâu trong ký ức của mình. Mời quý vị ngay sau đây sẽ cùng đến với phần thể hiện của ca sĩ Hà Lan Phương. Bao nhiêu ngày vui giờ đã xa rồi.
cuốn xa như gió ngoài khơi. Em đi tìm anh chỉ thấy kỷ niệm trốn trong bóng đêm duyên. Quanh đời em ngồi nhớ anh mùa đông, những đêm trắng thao thức mong chờ em ngồi nhớ anh suốt đời. Bao nhiêu ngày vui giờ đã xa rồi, cuốn xa như gió ngoài khơi. Em đi tìm anh chỉ thấy trốn trong bóng đêm dịu êm. Anh ơi vì sao ta đã xa nhau, trăm năm nỗi nhớ vẫn hoài. Xa nhau thật sao, ta mãi xa nhau, em biết đến bao giờ. Quanh đời tiếng mưa dịu êm, còn em ngồi đây nỗi nhớ đong đầy trốn trong bóng đêm dịu êm. Sĩ Hà Lan Phương, wow, với một bản phối cực kỳ ấn tượng đối với cá nhân của tôi. Ca khúc Nỗi Nhớ Dịu Êm, đúng là nó không dịu êm nha quý vị, nó dịu êm theo cái tên của nó thôi chứ rất là mạnh mẽ. Khi mà nghe Hà Lan Phương hát thì tôi thấy cái tình cảm của bạn đặt trong đó rất là nhiều. Vì chúng ta sẽ cùng nghe lắng nghe chia sẻ của bốn người còn lại, không biết là mọi người còn dịu êm không ạ? Xin mời anh Lê Minh. Bài hát này thì cũng là một trong những bài mà Lê Minh thích nhất của chú Bảo Trấn. Cái bản phối phải nói là nó rực rỡ thật, và nó làm cho tôn vinh giọng hát của chị Phương lên rất là nhiều. Mình chỉ thích nhất những cái câu feel và những cái sự phá cách. Nó chính là cái màu sắc âm nhạc mà định hình rõ nhất từ chị. Cảm ơn anh Minh. Yeah. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chia sẻ của Osat. Xin mời Osat. Bài này thì tên là Nỗi Nhớ Dịu Êm, nhưng tuy nhiên thì với bản phối của anh Hoài Sa với cả với giọng hát của chị thì em cảm thấy là đêm là một cái nỗi nhớ mà nó không dịu êm lắm. Tại vì thực sự là nghe nó rất là cồn cào, nghe nó cuồn cuộn ấy. Tức là nghe bài hát thì chị đã làm rất tốt về mặt cảm xúc. Khi mà em ngồi dưới thì thực sự là em không thể rời mắt hay là quay đi đâu khác được, mà em chỉ ngồi im và ngồi đấy để nghe thôi. Em nghĩ anh Hoài Sa đã có một bản phối rất là tốt, và giọng hát của chị thì cũng rất là hay nữa. Rất là cảm ơn chị.
Cảm ơn Osat. Thế còn với Đỗ Hiếu? Đối với bài hát này thì em cảm thấy đây không phải là một nỗi nhớ, mà là giống như là cái anh này anh có tội gì với chị vậy đó. Nghe cái bản phối giống như là đang xem một cái bộ phim hành động mà cô gái này đi tìm cái chàng trai này để làm cho ra lẽ cái sự việc gì đó, là hôm tuần rồi là anh ở đâu với ai, anh làm cái gì. Chứ không phải là nỗi nhớ dịu êm nữa. Nghe nó rất là hành động, rất là action movie luôn. Tưởng tượng như đang xem phim rạp vậy đó. Bây giờ chỉ thiếu kiểu bộ đồ trên boy rồi kiểu mà nhạc bùng bùng lên là chỉ đó, đi tìm. Chỉ tìm ra đúng kiểu... Tìm ra đúng anh là em ông bắn anh đâu liền. Dạ, vâng. Cảm ơn em rất là điện ảnh luôn ha. Thưa chú, hồi nãy thì trong lúc mà trò chuyện ở bên trong thì có một cái câu mà con cũng có hỏi chú á. Thì chú có nói là có nhiều ca khúc của chú á, nó khá là dễ hát bởi vì nó là pop. Nhưng mà con nghĩ qua cái bản phối này vừa rồi với phần thể hiện của Lan Phương á, thì con nghĩ là có những bài đơn giản chú đã viết theo cách cảm nhận của chú, nhưng mà con nghĩ là với phần bản phối vừa rồi thì con nghĩ nó khá cao trào và nó khá thử thách đối với những người thể hiện, đúng không ạ? Thật sự ra là vậy. Người ta có quyền làm nhiều cách khác nhau, tại vì đây là cái bài hát người ta sử dụng nhiều rồi, nghe quen rồi, cho nên phối kiểu này cũng là cái phối kích thích để người khác ta nghe. Ồ, hóa ra là bài này tưởng bài nào, đại khái như vậy. Phương hát bài này tốt rồi. Thật sự đây là một trong những cái bài bình thường của tôi, không phải là cái bài mà đỉnh cao. Cái bài này nó có được cái lợi thế là dễ hát, ai hát cũng được. Cho nên nó hóa ra thành ra là rất là khó. Ai hát cũng được, cho nên hát cho hay là khó. Vâng. Cảm ơn chú. Một lần nữa xin chúc mừng chị. Chúng ta cùng chờ đợi một người bạn nữa sẽ thể hiện chị nhé. Cảm ơn chị. Và bây giờ để quý vị có thể tìm hiểu rõ hơn về bản phối này, chúng tôi mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ nhạc sĩ Hoài Sa cùng với những khách mời. Với cái ca khúc vừa rồi mà ca sĩ của chúng ta thể hiện là ca khúc Nỗi Nhớ Dịu Êm. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Chấn. Anh muốn hỏi Osat là em nghe cái phiên bản gốc thì cái bài này nó có ấn tượng gì đối với em ngày xưa khi em nghe không? Thực ra thì bài Nỗi Nhớ Dịu Êm là bài mà em cũng đã được nghe rất là nhiều rồi. Tại vì tuy nhiên thì cái bản phối cũ thì nó lại mang cái âm hưởng của cái giống kiểu là của thời gian cũ ấy. Mình nghe nó có một cái gì đấy nghe nó kiểu của thế hệ trước. Tuy nhiên thì cái bản phối lần này thì mình thấy là nó dễ tiếp cận hơn so với cái lứa tuổi của em. Kể cả cái lứa người trẻ như em khi mà nghe một bài hát có một cái tuổi đời nó lớn như vậy thì mình vẫn cảm thấy rất là ưng và vẫn cảm thấy mình rất là thích cái bài hát như thế. Vâng. Thế thì người thực hiện cái bản hòa âm đó, đó chính là nhạc sĩ Hoài Sa. Khi mà anh thực hiện cái bài Nỗi Nhớ Dịu Êm này thì anh đã trăn trở, anh đã tâm huyết như thế nào? Cái bài của anh thì nó phối cũng không được dịu êm cho lắm. Xin em tích. Nó cũng hơi là... Nỗi nhớ của anh nó hơi da diết, nó hơi ngoằn ngoèo, nó hơi nỗi nhớ cuộn trào. Thì chắc là nhớ xong rồi không biết làm gì đi uống rượu kiểu vậy đó. Nó hơi xin, nó hơi... Nếu mà gọi là đúng dùng từ âm nhạc thì nó gọi là kiểu nó hơi cinematic hay là atmosphere. Vấn đề là cũng là giống như em nói đó, là mình khoác cái áo cho ai thôi. Bài này là Lam Phương hát, cũng là một giọng ca kiểu nội lực, cho nên mình cũng phải làm theo một cái kiểu mà để vừa vặn với giọng ca của ca sĩ. Như vậy thì thật ra là ngoài mặt nó là nỗi nhớ dịu êm, nhưng bên trong đó là nỗi nhớ mạnh mẽ, sống trào, đầy nội tâm và nội lực, đúng không anh? Chuyện đó anh nghĩ là bình thường, giống như mình gặp hồi xưa đi quen bạn gái cả tuần không gặp, hỏi anh nhớ em không? Em nhớ anh không? Nói. Vâng. Không, hơi nhớ thôi, nhưng mà thật ra nhớ thấy màu luôn. À, thì là dịu em với là cái cớ ngoài thôi. Là cái cớ, đúng không ạ? Vâng, xin được cảm ơn các nhạc sĩ đã chia sẻ cái câu chuyện của mình. Còn ngay bây giờ xin mời các anh sẽ cùng quay trở lại với sân khấu của Sắc Màu Thời Gian. Thưa quý vị, tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Hiếu. Đây là một bản phối khác hoàn toàn so với câu chuyện mà quý vị từng nghe phiên bản gốc về một cô nàng Macaron. Trước đây rất là yêu một chàng trai nhưng mà đã không đón nhận được tình yêu. Lần này thì tôi đang tò mò không biết bản phối của chúng ta sẽ mang đến câu chuyện như thế nào. Mời quý vị cùng gặp gỡ phần thể hiện ngay sau đây của ca sĩ Đức Duy. Nhận
Come on, dancer. Xin cho anh giây phút yên bình, đừng nói chi lời yêu. Anh đã sống trong hy vọng, vụt mất em đâu nghĩ suy. Sẽ chẳng tiếc thương mong chờ, đành trốn vui vào quá khứ. Ngày ấy cứ ngỡ đắm say một đời, nào hay tình em đổi trao. Chắc đến lúc ta nên dừng lại, để nghe nhịp tim của mình. Có tổn thức bao đêm dài, kề vai mà vẫn hững hờ. Anh sẽ bước trên con đường dài, một mai chẳng còn chung lối. Và đôi che hết yêu dấu hôm nào mà em vô tâm đánh mất. Đừng thương tiếc gì khi ân tình xưa đã mãi mãi xa tầm tay. Cảm ơn Vũ Đoàn. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Vì Ai Vì Anh, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Hiếu. Thế thì Đỗ Hiếu có thể chia sẻ một chút cái cảm nhận của bạn qua phần trình bày của Đức Duy vừa rồi. Hôm nay là làm như đêm rock hay sao ạ? Bài nào cũng là hát của nữ xong rồi phối lại thành rần rần quá. Kiểu rock rần rần, rất là sôi động. Bài này thì cũng không phải là một ca khúc khó để hát, nhưng mà hát một bài hát của nữ thì luôn luôn là một cái sự áp lực. Mà càng về sau khi mà ban nhạc chơi máu lên thì đó mới là cái thế mạnh của bạn. Ý kiến của mình chỉ là vậy thôi. Vâng, cảm ơn chia sẻ của Đỗ Hiếu. Thế còn Osat, khi nghe bài này có tự bạn có nghĩ là bài này nếu mà tôi thì tôi có thể thêm đoạn rap nào đó hay là thêm một chút gì đó vô hay không? Đối với cả một bản phối như vừa rồi thì em không nghĩ tới việc là sẽ thêm rap. Cái kết cấu của bài hát hiện tại bây giờ là nó đã hợp lý rồi. Cái giọng của bạn ấy từ quãng cao thì cũng cảm giác thể hiện được nhiều hơn là những cái câu mà bạn ấy hát ở quãng thấp. Càng về sau thì càng cảm thấy là cái bài hát của bạn ấy tốt hơn so với những cái nốt mà bạn ấy hát ở ban đầu. Vậy thôi ạ. Cảm ơn Osat nhiều. Cảm ơn Osat. Hai người Gen Z nhận xét dễ thương ha quý vị. Phần kết. Vâng. Nó có cái signature đó. Nó có cái gọi là cái chữ ký á. Vâng. Tuổi trẻ chắc vậy nè, tuổi trẻ sẽ nhận xét kiểu như vậy. Cảm ơn em. Xin mời ca nhạc sĩ Lê Minh, mời anh. Mình thì thích sự đa dạng của bạn. Bạn có thể vũ đạo khá là tốt, cộng thêm với lại cái kỹ năng hát giọng quảng cao của bạn thì
nó có thể nói là nó là một cái món ăn lạ trên một cái bàn tiệc. Chúc mừng bạn vì những cái sự thể hiện của bạn trong hai ca khúc vừa rồi. Nó đã có hai cái màu sắc và nó đều tôn vinh được cái giọng hát của bạn. Đó là một điều rất là tốt. Cảm ơn ca sĩ Lê Minh. Dạ, chú Bảo Trấn có chia sẻ gì không ạ? Nói chung là nó có hai vế thì cháu đều đạt hết. Vế nghe thì được 8 trên 10. Vế nhìn thì được 10 trên 10. Theo chú điều đó là ổn rồi. Dạ, vâng. Cảm ơn chú. Vế nhìn 10 trên 10 có nghĩa là rất là sáng sân khấu đó. Vâng, xin được cảm ơn ca sĩ Đức Duy rất nhiều. Hẹn gặp lại em trong ít phút nữa. Thưa quý vị, như chúng tôi đã chia sẻ là với Sắc Màu Thời Gian, The Cover Show, đây là nơi chúng ta tìm về với những tác phẩm được thể hiện mới, được làm mới qua những bản phối mới. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cái nguồn gốc, về cái câu chuyện, hoàn cảnh ra đời của những tác phẩm này. Và không ai khác, đó chính là những người nhạc sĩ, là người đã sáng tác ra, chấp bút thổi hồn cho những cái sáng tác này, đưa nó đến gần với công chúng. Và đây cũng là một cái dịp chúng tôi cũng muốn tri ân đến những người nhạc sĩ đã có những tác phẩm nghệ thuật gửi đến cho những người yêu nhạc. Chúng tôi xin được mời bước lên sân khấu nhạc sĩ Đỗ Hiếu, là đại diện cho thế hệ nhạc sĩ trẻ, và nhạc sĩ Bảo Trấn là người đại diện cho thế hệ những người nhạc sĩ nổi tiếng, được quý vị khán giả yêu mến và thành công. Xin được mời hai ca sĩ Osat và ca sĩ Lê Minh sẽ thay chương trình gửi đến những kỷ niệm chương. Thay trời lời cảm ơn. Thưa chú, với cái định dạng, với cái format của chương trình Sắc Màu Thời Gian này và với vai trò là người tham dự, là nhạc sĩ khách mời, thì không biết là đến phút này thì chú có chia sẻ suy nghĩ gì không ạ? Nói chung là rất là vui. Và những cái chương trình này thì nó cũng nên xuất hiện nhiều. Tại vì nó cũng giúp cho người ta một cái hướng giải trí mà tốt đẹp. Cho nên là chú ủng hộ. Đến với Sắc Màu Thời Gian như là một cái kỷ niệm, mình được nghe lại những cái sáng tác của mình, tuy là nó cũng chưa có nhiều lắm, nhưng mà được sự hỗ trợ của anh Hoài Sa cũng như anh Nguyễn Hoàng Duy trong những cái bản phối, thì mình cảm thấy là âm nhạc nó muôn màu muôn vẻ, và tuy là nó cũ nhưng mà là không cũ, và thêm những cái giọng ca của các bạn mà mình chưa bao giờ được gặp gỡ bên ngoài và cũng chưa bao giờ được nghe, thì đây sẽ là một cái chương trình mà rất là thú vị. Vâng, chúng tôi cũng hy vọng là sẽ nhận được nhiều sự đón nhận của những nhạc sĩ. Osat thân mến, đây là lần đầu tiên bạn xuất hiện trong chương trình Sắc Màu Thời Gian. Và tôi nghĩ là bạn cũng đã cảm nhận rất là nhiều thông qua chương trình này. Và đặc biệt đối với những người nhạc sĩ sáng tác, thì Osat có muốn chia sẻ gì đối với những người nhạc sĩ cũng như là những người tiền bối đã để lại những cái tác phẩm cho nền âm nhạc Việt Nam không? Đối với bản thân em thì em là một người làm nhạc của thế hệ trẻ, và em luôn luôn mong muốn là mình có thể biết thêm và tìm hiểu thêm về về những anh chị, cô chú thế hệ đi trước. Tại vì là thực sự thì giống như kiểu là che già thì măng mọc, và phải có những thế hệ trước mở đường để cho bọn em ở phía sau thì có cơ hội để có thể học tập và phát triển hơn. Thì nhân chương trình ngày hôm nay thì em xin phép được đại diện cho thế hệ trẻ của bọn em, thế hệ nghệ sĩ trẻ của bọn em, có một lời cảm ơn, một lời biết ơn đến chú Bảo Trấn, là thế hệ nghệ sĩ đi trước, là những người đã đặt những cái viên gạch đầu tiên này cho nền móng của cái âm nhạc của chúng ta, để ngày hôm nay những nghệ sĩ trẻ như bọn em có cơ hội để có thể phát triển ở nhiều hơn nữa. Thực sự là rất cảm ơn chú, và rất cảm ơn chương trình vì hôm nay có tạo cơ hội để cho em để có thể nói những lời này với chú. Rất cảm ơn chú. Vâng, xin cảm ơn khách mời của chúng ta. Với anh Lê Minh thì đặc biệt hơn chút, bởi vì anh cũng là nhạc sĩ và đồng thời cũng là ca sĩ. Thế thì anh có thể chia sẻ về điều không ạ? Mời anh. Minh thì cũng giống như là Osat, đó là một cái vinh dự của những người trong nghề, và hôm nay lại là một vinh dự đặc biệt hơn khi là được lần đầu tiên được ngồi cùng với lại chú Bảo Trấn, một thần tượng, tượng đài của mình, và được nghe những ca khúc được phối lại rất hay bởi anh Hoài Sa và Nguyễn Hoàng Duy cùng với ban nhạc rất là tuyệt vời nữa. Thì đó là những điều mà nghệ sĩ chúng tôi bây giờ đang rất là mong muốn, được trở lại với sân khấu, được tiếp tục với nghề. Đó là những cái ước vọng trong thời gian sắp tới. Và chỉ mong là chương trình chúng ta sẽ có thêm nhiều những cái tập hay, những ca sĩ xuất sắc như vừa rồi, để mà mọi người có thể thưởng thức âm nhạc, để mà chúng ta có thể được trải nghiệm tiếp những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Chắc chắn rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Và bây giờ đây chúng tôi xin mời hai ca sĩ sẽ gửi những kỷ niệm chương cho hai người nhạc sĩ tham dự chương trình ngày hôm nay. Xin một lần nữa cảm ơn nhạc sĩ Bảo Trấn. Cảm ơn nhạc sĩ Đỗ Hiếu đã đến với chương trình. Xin cảm ơn rất nhiều.
Xin phép mời bốn vị chúng ta cùng về vị trí để theo dõi kết quả của đêm nay. Quý vị thân mến, bây giờ đây sẽ là lúc mà chúng ta đến với phần công bố kết quả. Gương mặt nào sẽ nhận chiếc vé có mặt trong đêm tiếp theo của chương trình? Xin mời quay trở lại sân khấu cùng với ca sĩ Hà Lan Phương và ca sĩ Đức Duy. Thưa quý vị, bây giờ đây chúng ta sẽ biết được kết quả ca sĩ Đức Duy hay ca sĩ Hà Lan Phương sẽ nhận chiếc vé bước vào vòng tiếp theo. Nhưng trước hết, chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với phần bình chọn của khán giả đang có mặt tại trường quay để xem họ cảm nhận như thế nào về phần thể hiện của hai ca sĩ trong đêm nay nhé. Thời gian bình chọn của quý vị bắt đầu. Vâng, xin được cảm ơn khán giả rất nhiều. Bây giờ sẽ là giờ phút công bố kết quả. Mời quý vị cùng đến với phần trăm bình chọn của khán giả dành cho ca sĩ Hà Lan Phương. Xin chúc mừng ca sĩ Hà Lan Phương. Phần bình chọn khá là cao đúng không ạ? Và bây giờ sẽ là phần bình chọn dành cho ca sĩ Đức Duy. Xin được chúc mừng. Người đã giành chiến thắng là ca sĩ Hà Lan Phương. Hà Lan Phương sẽ nhận được chiếc vé bước vào vòng trong. Và xin phép được giữ Hà Lan Phương ở lại sân khấu để chúng tôi mời Đức Duy. Đức Duy sẽ chia sẻ vài lời để kêu gọi khán giả theo dõi cái MV của mình. Bởi vì điều này không có nghĩa là mình dừng ở đây đúng không ạ? Mời Duy. Trước tiên thì xin cho phép Duy cảm ơn tất cả mọi người, tất cả đã ekip để tạo nên một chương trình ý nghĩa như thế này dành cho Duy. Vì trước đây Duy thì tham gia game show Duy toàn hát ballad thôi mà ngày hôm nay Duy mới chuyển qua hát thể loại này. Thì hy vọng mọi người sẽ đón nhận một hình ảnh của Duy mới hơn và sẽ cày lượt view cho Duy trên kênh YouTube của chương trình để cho Duy có thể cơ hội quay lại chương trình và tỏa sáng một lần nữa nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin hãy ủng hộ cho những ca sĩ của tham dự chương trình này bằng cách là chúng ta có thể theo dõi lại những cái đoạn video clip của chúng tôi được up lên trên kênh YouTube quý vị nhé. Và thưa quý vị, chúng tôi xin mời quay trở lại sân khấu nhạc sĩ Bảo Chấn, nhạc sĩ Đỗ Hiếu, ca sĩ Lê Minh và ca sĩ Osas. Xin mời. Xin mời nhạc sĩ Bảo Chấn sẽ trao món quà này cho ca sĩ Hà Lan Phương. Con gái. Thưa quý vị, cuộc đời là những bản tình ca, là những bản nhạc. Và người nhạc sĩ là người kể những cái cung bậc, những câu chuyện ấy từ cảm xúc mà họ quan sát xung quanh. Và với chương trình Sắc Màu Thời Gian, chúng tôi hy vọng rằng sẽ đưa quý vị không chỉ quay trở về miền ký ức ngày xưa, mà với thời điểm hiện giờ, chúng ta có thể cảm nhận được những câu chuyện ấy thông qua những bản phối thật hay. Cảm ơn một lần nữa bốn vị khách mời của chương trình, nhạc sĩ Bảo Chấn, nhạc sĩ Đỗ Hiếu, ca sĩ Lê Minh, ca sĩ Osat. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 20:30 tối thứ tư hàng tuần trên kênh VTV3 của Đài Truyền Việt Nam trong chương trình Sắc Màu Thời Gian The Cover Show. Mới chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chúc mừng Hà Lan Phương với giọng hát cảm xúc và đầy nội lực đã có được tấm vé bước vào vòng trong. Tuần sau sẽ là một đêm nhạc với nhiều sự thú vị và đầy thăng hoa. Điều bất ngờ nào sẽ xảy ra? Hãy đón xem Sắc Màu Thời Gian The Cover Show vào 20:30 thứ tư hàng tuần trên kênh VTV3.